từ chân lý tuyệt đối, chư Phật và các bậc thượng sư giác ngộ là trí tuệ pháp thân. Các ngài thể hiện dưới nhiều hình tướng khác nhau, trong hình thức báo thân hay hóa thân, song không bao giờ rời từ tính trí tuệ pháp thân. Xuất phát từ tâm nguyện vị tha và lòng từ bi vô lượng cùng bởi đề nguyện vô tận, các ngài chủ định hóa thân chuyển thế thành các bậc thượng sư giác ngộ trong cõi luân hồi, với mục đích duy nhất là đem đến niềm an vui chân thật cho tất cả chúng sinh hữu tình và đánh thức tiềm năng tâm linh vốn sẵn đủ từ bi và trí tuệ nơi mỗi người. Chừng nào chúng sinh còn trầm luân trong biển khổ, thì các ngài vẫn không ngừng thể hiện các ứng hóa thân để tận độ giải thoát. Trong thế kỷ 20, người dân vùng Himalaya lại được đón nhận sự thể hiện hóa thân trở lại của một bậc thầy giác ngộ, bậc lãnh đạo tâm linh, đem lại nguồn cảm hứng giác ngộ giải thoát cho người dân khắp thế giới, Đức Pháp Vương Gewang Trungpa, bậc hóa thân từ bi của Đức Quán Âm cùng hết thể Như Lai không phân biệt. Đức Pháp Vương Gewang Trungpa hiện đời đản sinh năm 1963 trong một gia đình hành giả kim cương thừa có dòng dõi tôn quý, với phụ thân là Đức Kapje Bayro Rinpoche, hiện thân của Đức Phật Tỳ Lưu Giá Na, và thân mẫu ngài là bà Mayumla Konchok Petma, thuộc dòng dõi thượng sư Nha Đắc Nhiang vĩ đại của truyền thừa Nhinh Mapa. Năm lên 3 tuổi, ngài được chính thức ấn chứng là chân hóa thân của Pháp Vương Gewang Trungpa đời thứ 11 và được đón về giáo dưỡng tại Đại Tự Viện của truyền thừa Trungpa ở Darjeeling, Ấn Độ. Sau quá trình tu học nghiêm cẩn dành cho bậc hóa thân đứng đầu một truyền thống Phật giáo lớn, Đức Pháp Vương Gewang Trungpa đời thứ 12 đã chính thức trở lại dẫn dắt truyền thừa giác ngộ với sứ mệnh phụng sự nhân loại và vũ trụ, bước vào thiên niên kỷ mới. Truyền thừa Trungpa là truyền thừa thực hành, đem giáo pháp áp dụng vào cuộc sống hàng ngày thông qua những hành động thiết thực của tình yêu thương và trí tuệ hiểu biết. Nên mỗi giây phút trong hiện đời, Đức Pháp Vương luôn nỗ lực không mệt mỏi, dấn thân hành động và truyền cảm hứng đến đông đảo mọi người, góp phần giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Yêu thương trong hành động là thông điệp và chương trình hành động do Đức Pháp Vương khởi xướng và thực hiện cùng các học trò và bạn bè trên phạm vi nhiều quốc gia, với những dự án thiết thực như phát triển giáo dục, cứu trợ y tế, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa và bình đẳng giới. Trong 10 năm qua, Đức Pháp Vương cũng liên tục phát động và dẫn đầu những chuyến bộ hành thường niên Padyatra kéo dài nhiều tháng xuyên qua khắp dãy núi Himalaya và trên các miền đất khác nhau của Ấn Độ, Nepal, Sri Lanka, nhằm khơi gợi kêu gọi ý thức cộng đồng bảo tồn di sản văn hóa vùng Himalaya và gìn giữ môi trường vì một thế giới xanh tươi, hòa bình và an lạc. Bậc đứng đầu truyền thừa các thành tựu giả Yogi luôn tâm nguyện mang lại cơ hội bình đẳng cho các nữ hành giả trong đời sống và trong việc thực hành giáo pháp, tu tập giáo lý căn bản cũng như cao cấp, và tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Các nỗ lực và đóng góp trên phương diện thiện hành xã hội của ngài đã được nhiều quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế vinh danh, có các giải thưởng tôn quý như Cúp Anh Hùng Xanh, giải thưởng thành tựu trọn đời của chính phủ Ấn Độ. Ngài cũng được Thái tử Charles của Vương quốc Anh và ban tổ chức giải thưởng Trái đất thỉnh mời tham gia ủy ban giám khảo của giải thưởng cao quý này. Đặc biệt, 19 tháng 9 năm 2010, Đức Pháp Vương được Liên Hợp Quốc trao tặng kỷ niệm chương vì mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, giải thưởng thường niên tôn vinh những công trình đặc biệt của tổ chức và cá nhân đã có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp phát triển thiên niên kỷ trên phạm vi toàn cầu. Nguyện chúng sinh đắc nhân an lạc, sống yên vui từng chớp sát na. Nguyện chúng sinh muôn khổ lìa xa, thoát vòng tục lụy phiền hà thế gian. Nguyện chúng sinh dứt khổ hân hoan, vô lượng hỷ lạc từ quang sáng ngời. Nguyện chúng sinh an trụ không rời, trong bình đẳng xả muôn đời vô ý.